Vâng, xin chào anh chị. Vâng, xin chào anh chị. Và đây là một chiếc máy in Toshiba màu 5560C. Ai nói với anh chị rằng chiếc máy Toshiba màu này không in được những sản phẩm khó thì hãy đến gặp tôi. Thưa anh chị, tôi là Tú, giám đốc công ty In Thiên Hằng, và chúng tôi có nhiều năm trong lĩnh vực in nhanh. Và hiện tại chúng tôi vẫn sử dụng chiếc máy Toshiba này bên cạnh những chiếc máy in đắt tiền. Máy in đắt tiền ở đây là những chiếc máy in tiền tỷ trở lên. Vâng, thưa anh chị, không phải tiền tỷ thì việc gì cũng làm được, đúng không ạ? Và nếu nói về giá thành thì chiếc Toshiba này là một trong những chiếc máy có giá thành in rẻ, gần như rẻ nhất ở tại thị trường in nhanh tại thời điểm bây giờ là năm 2019. Và có một số anh em nghĩ rằng chiếc máy in này chỉ sử dụng để in những sản phẩm rẻ tiền, in những sản phẩm đơn giản. Thì hôm nay tôi xin định nghĩa lại cái việc này cho anh chị một chút về chiếc máy Toshiba có thể làm được. Wow. Không. Đây. Sản phẩm đầu tiên chiếc máy Toshiba có thể làm được, đó là in letter here. Vâng, giấy tiêu đề đầu trang của em, còn tôi viết chữ vào đây rồi, đúng ạ. Và đối với cái tờ giấy này quá đơn giản rồi, chỉ có màu thôi, chiếc máy in full cũng làm được. Vậy thì chẳng có lý do gì có Toshiba với một con Toshiba chạy mực laser mà lại không làm được việc này, đúng không? Hoàn toàn có thể làm được, và nó làm tốt luôn là khác, và với chi phí cực kỳ hợp lý. Sản phẩm thứ hai. Wow, anh chị nhìn ạ. Sản phẩm thứ hai, anh chị nhìn thấy màu rất đẹp đều đúng không? Và đây là giấy C250. Chiếc máy Toshiba này hoàn toàn có thể in được. Tất nhiên là đối với sản phẩm này thì anh chị cần phải chăm chút chiếc máy của mình nhiều hơn. Anh chị cần phải biết về kỹ thuật hơn một chút, không thể anh chị hoàn toàn phụ thuộc vào thợ hết được ạ. Và đây, Carphysics. Tôi trước khi mua được những chiếc máy in nhiều tiền, tôi thường xuyên phải in Carphysics bằng con máy Tô 5520. Mà bây giờ nó lên đời rồi, nó lên là 5560 rồi. Vâng ạ. Và đây là một chiếc Carphysics, anh chị hãy nhìn thấy đây, đẹp đúng không? Ai nói rằng là Toshiba không in được, hoàn toàn có thể in được. Quan trọng là anh chị có được dịch vụ service tốt hay không, quan trọng là anh chị có sử dụng đúng loại mực hay không, quan trọng là anh chị có chăm chút nó tốt hay không, anh chị có biết về một chút về kỹ thuật không, để từ đó anh chị hãy nhờ những cái người xung quanh mình như dịch vụ sửa máy cho anh chị chẳng hạn. Thì anh chị hãy nói với người ta là tôi cần in như này, tôi cần in như này, tôi cần chất lượng này, tôi cần chất lượng kia. Anh chị phải làm được điều đó, anh chị phải nói được với lại cái người sửa máy cho mình, và từ đó anh chị có được một chiếc máy in tốt nhất trong cái số tiền mình bỏ ra, một số tiền rất rẻ cho một chiếc máy in như này. Và tôi là Tú, và tôi cung cấp máy in này cùng với cái giải pháp in ra thị trường. Điều quan trọng, một điều rất quan trọng, đó là anh chị bỏ ra một số vốn rất nhỏ để có thể sở hữu một chiếc máy in như này và mang lại rất nhiều giá trị cho anh chị, rất nhiều, rất rất nhiều mà ở đây tôi không in hết được. Hiện tại ở đây tôi không in hết, tôi không giới thiệu hết tất cả những cái sản phẩm về in cho anh chị. Ví dụ như là tờ rơi chẳng hạn, hoàn toàn nó in được nhưng tôi không giới thiệu ở đây cho anh chị. Tất nhiên là khách hàng thì khó tính hay không khó tính thì điều đó là phụ thuộc của anh chị nữa. Vâng, và anh chị hãy đăng ký cái kênh của tôi để có bất kỳ một cái clip mới nào ra thì lập tức anh chị là người đầu tiên được cập nhật với nó, với những kiến thức mới đó. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở các clip tiếp theo.